pizza đó. Làm cái pizza mà đưa cuộn dây lên mà đặt vào xong mình xoay ấy. Mọi người ấy không bị dối ấy. Nhá. Mẹ, nhưng mà phải nhớ chứ mẹ thư rồi cũng để đấy nói chuyện nhá. Nhá. Thế là mấy quả vô cấp kia có chưa? Ồ, ta tưởng mà quấn hôm nay ta trong Tết sang tưởng quấn rồi mà hóa ra đấy là mấy cái quả tóc ạ. Cái quả cách ly hôm đầu ấy. Ôi. Thế là quấn đi nhá. Cái này cơ bản là nó chạy chắc là nó lệch mất cái cữ này thôi. Lệch mất cái cữ này trôi, không. Trôi. Nó hơi lệch một chút thì nó đẩy. Đẩy thì cái thằng đầu cốt này nó vướng vào cái G này là nó mới bị quặt lại.